Xin chào tất cả mọi người nha mọi người. Thì đây là nuôi bò ở ngoài đồng nè mọi người. Tối qua mình về thì sáng nay ra thấy là thấy nản luôn mọi người. Nó quậy banh chành hết. Trời ơi. Đây. Ra đi tùm lum hết. Phá tan nát hết trơn hết rồi. Lật đổ xe. Gãy rống. Nghe mọi người. Trời ơi, ăn hết cỏ luôn. Tên này đây. Tên này phá nè. Mới dí một vòng cột lại nè. Ơi. Người thấy vất vả chưa? Nó đi ra tới ngoài này luôn. Nó phá tan thành ngoài này. Bây giờ là phải chỉnh sửa lại mọi người. Tắm rửa cho ăn. Dọn dẹp rồi chỉnh sửa lại. Đạp bể ống tùm lum tùm la hết trơn. Khổ ghê nữa thôi không? Giờ phải chỉnh sửa lại hết rồi mà. Cho ăn cho uống rồi chỉnh sửa lại hết. Thôi bây giờ mình đặt máy xuống mình làm nha mọi người. Mình ghi lại hình ảnh nha mọi người.
mình sửa chữa lại xong cái dàn lưới phía trên này nha mọi người. Do cái điện thoại mình nó nóng quá, mình không có quay được, nhưng lượng của cái điện thoại nó cũng ít nữa mọi người, nên không ấy được. Đây nha, mình sửa chữa, nâng lưới cao lên, chôn lại trụ, nâng lưới cao lên rồi mọi người. Thoáng à, để chiều chặt cái cây, làm lại cái rống chỗ này nữa, cho nó hạn chế đi ra. Xem như khắc phục được sự cố qua một phần nha mọi người. Xin cảm ơn tất cả mọi người nha, mọi người đã xem video của mình. Nếu xem tới đây, mọi người cho mình một like, một subscribe, một lượt chia sẻ nha mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào tạm biệt.